office space của mình á, thì đầu tiên là về phòng khách này thì em thấy sạch sẽ nè, thoáng. Đội ngũ bác sĩ thì rất là tận tình, và nói chung là theo em thì cảm nhận về bệnh viện của mình em rất là hài lòng. Gia đình em xin được cảm ơn các bác sĩ và toàn bộ các cô điều dưỡng và các nhân viên của phòng nhi đã tận tình chăm sóc cho bé, đã cho bé một phải. Cảm ơn.